Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Cương Audio. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này giãn cách, chắc chắn rất nhiều người đang ở nhà và quan tâm dõi theo nhiều kênh YouTube bán hàng âm thanh, trong đó có kênh của Cương Audio. Quý vị và các bạn nhớ, hiện nay tôi đang có hai kênh. Kênh thứ nhất có tên là Cương Audio, rất quen thuộc với quý vị và các bạn rồi. Và tôi có thêm một kênh YouTube nữa có tên là Âm Thanh Vàng. Trên kênh YouTube Âm Thanh Vàng, tôi test rất nhiều những dòng loa karaoke, kể cả hàng mới, hàng cũ, tức là hàng bãi, và hướng dẫn quý vị và các bạn rất nhiều những mẹo audio để đấu nối phối ghép tạo ra những hiệu quả âm thanh tốt nhất cho dàn nghe nhạc cũng như dàn karaoke. Còn trên kênh Cương Audio, tôi vẫn test những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp cũng như những dòng karaoke rất quen thuộc với quý vị và các bạn từ nhiều năm nay. Những bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Như đã thông báo, hiện nay Facebook của tôi quá 5.000 người kết bạn, cho nên các bạn hãy dùng tính năng theo dõi để chúng ta có thể giao dịch và chúng ta có thể tương tác được với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm trước tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa trước mắt trên Facebook Hoàng Liên Cư Sĩ. Thì có một vài bạn cười và nói rằng đây không phải là loa Array. Thì các bạn đang hiểu rằng loa Array là khái niệm dùng chỉ một dạng loa được liên kết nhiều loa có cùng model, có cùng thông số lại với nhau và thường đi kèm theo một bộ khuếch đại liền, tức là bộ công suất liền, và các bạn chỉ việc cấp tín hiệu cho nó thôi. Xin thưa các bạn, đó là khái niệm về dòng loa Array sân khấu chuyên nghiệp. Còn trước mắt quý vị và các bạn chính là loa Array gia đình. Chúng ta cần phân biệt như vậy. Và đối với dòng loa Array thì nó có hai loại, một loại tích hợp sẵn công suất, tức là có sẵn cả kích ở trong lòng, ta chỉ việc cấp tín hiệu vào, tức là cắm vang vào là hát bình thường. Và một loại dùng cho chúng ta trong gia đình, đó là loại tách rời công suất, tức là chúng ta dùng đẩy để đánh. Như vậy có nghĩa súp ở phía dưới sẽ là súp hơi, và đương nhiên nếu là súp hơi thì sẽ luôn luôn hay hơn súp điện, đó là điều chắc chắn. Và các bạn đang nhìn thấy trước mắt chính là một sản phẩm như thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nhìn thấy trước mắt là bộ loa Array gia đình. Có nhiều bạn còn gọi nó là loa cột Array, chính xác là như vậy. Bởi vì những dòng loa Array chuyên nghiệp thì người ta hay sử dụng hệ thống loa nằm ngang và kết hợp với một loa súp có độ nhạy cao và gắn liền với công suất. Thì các bạn thấy xuất hiện ở trong rất nhiều các hội trường sân khấu trong những năm trở lại đây thì nó trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì các bạn nhớ là trước Tết, tức là năm ngoái, thì tôi đã bán vài chục bộ dòng Array mini gia đình và rất nhiều bác đặt hàng, tuy nhiên thì không đủ hàng để bán cho các bác. Khi mà sử dụng dòng loa Array, nó sẽ đem lại rất nhiều các lợi thế. Một là tiếng âm thanh của nó có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với những dòng loa Active thông thường. Thế các bạn thân mến, đây là mẫu loa của CAVS. Thì các bạn biết là những năm trở lại đây thì CAVS đang dần dần thống lĩnh thị trường nhờ một là công nghệ liên tục được cải tiến, thứ hai nữa là chất lượng âm thanh luôn luôn vượt xa so với các đối thủ cùng phân khúc, và thứ nữa đó là giá luôn luôn mềm hơn. Thì các bạn biết là CAVS là cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, và hiện nay thì nhà máy lớn nhất thế giới của nó đặt tại Trung Quốc, thì điều này các bạn không còn xa lạ nữa. Và các bạn biết là những dòng BMB của Nhật Bản này rất là quen thuộc, người Việt Nam rất là yêu thích. Nhà máy duy nhất của nó trên thế giới cũng đặt tại Trung Quốc. Giống như điện thoại iPhone các bạn đang dùng ấy, cũng sản xuất tại Trung Quốc. Và các bạn nhớ là hàng chính hiệu của hãng thì nó sẽ khác với lại hàng do các doanh nghiệp của Trung Quốc sao chép trộn, để các bạn biết và chúng ta hiểu phân biệt rõ hàng chính hiệu. Ví dụ như các bạn thấy tôi bán những dòng loa JB rất là đắt tiền, những cặp loa JB mới đập hộp rất là đắt đỏ, 40-50 triệu, 60 triệu, và nhà máy của nó cũng là của Harman đặt tại Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ hướng vào tìm hiểu thông số cũng như tình trạng của cặp Array của CAVS trước mắt các bạn. Thì các bạn quan sát nhận thấy ở phía dưới trước hết nó là hai loa súp. Đấy, đây là hai loa súp hơi bass 30. Như vậy là với việc súp kép, súp hơi, súp kép như thế này, chắc chắn các bạn sẽ không phải băn khoăn, không phải sợ về tiếng bass nữa. Không sợ thiếu tiếng bass nữa. Đấy. Thiết kế rất là thời trang, hai cái tay sách hai bên giúp các bạn di chuyển. Và các bạn thấy là ở phía trên thì nó là một cái cột và các bạn tút nó ra, các bạn có thể tút ra được. Và đây là cái khóa này, các bạn vặn này và các bạn có thể nâng cái này lên và cài cái chốt này vào ngang này này để có thể điều chỉnh được độ cao của cái phần loa lời ở phía trên. Thì các bạn thấy cái ở phía trên này này, một cái loa lời được tách rời. Thì tôi đã tháo một bên ra, còn bên đây thì nguyên của nó này. Đấy, lưới bảo vệ CAVS Professional, nghĩa là sẽ AVS là âm thanh chuyên nghiệp.
Đấy. Thì các bạn thấy là lưới của nó rất là cứng cáp và một cái bộ lọc ở phía sau lưới sắt. Đấy. Tránh cho bụi bặm và cho âm thanh nó tán đều. Thế thì các bạn thấy là bên này tôi đã tháo cái vỏ ra, tháo cái lưới ra. Thì các bạn nhận thấy nó có tới 4 loa lời. Đấy, 4 loa lời và một loa chấp kèn. Các bạn nhìn vào cái lỗ thông hơi, chúng ta nhìn thấy luôn bông tiêu âm ở phía trong. Như vậy chắc chắn là âm thanh rất là chính xác. Màng của nó, các bạn nhìn thấy này. Đấy. Rõ ràng là các bạn thấy loa lời thì bao giờ nó cũng tạo ra một cái độ cứng nhất định ở cái phần màng loa để cho âm thanh rất là chính xác. Nó được kết nối với phần loa súp ở dưới lên bởi một bộ dây đi theo sẵn. Và ở sau loa súp này này thì các bạn nhìn vào đây này. Đấy, nó có các thông số cho chúng ta biết. Mỗi một con súp này có công suất maximum là 700W, trở kháng là 8 ohm. Và các bạn nhìn vào đây này, cái tần số đáp tuyến của nó là 45Hz đến 180Hz và cộng trừ 3 dB, tức là đó là cái độ sai lệch kỹ thuật. Và các bạn thấy là độ nhạy của nó là 100 dB. Như vậy là thường thì những dòng loa array bao giờ người ta sẽ sử dụng độ nhạy rất là lớn, cho nên ta chỉ cần sử dụng những con công suất rất là nhỏ thì có thể đánh được rồi. Và độ ồn lớn nhất, tức là nó có thể tạo ra được là 128 dB. Như vậy các bạn thấy rất là lớn, rất là khủng khiếp. Và chúng ta kết nối thì các bạn thấy input này thì ta kết nối từ đẩy vào. Đó là súp hơi, ta dùng đường công suất của đẩy kết nối vào đường input này. Và đường output thì ta lai cái dây, bộ dây đi theo sẵn đây này. Các bạn có thể kết nối xa gần, nhưng tuy nhiên tôi thấy là dây rất là dài rồi. Đấy, thì đối với phần lời của nó thì các bạn thấy này, phần loa lời của nó sẽ cho chúng ta các thông số. Một là công suất maximum là 300W. Đấy, độ trở kháng cũng là 8 ohm. Độ nhạy là 100. Và các bạn nhìn thấy là, xin lỗi các bạn, độ nhạy của nó là 98 dB. Đấy. Và các bạn thấy rất là rõ, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của CAVS. Tôi rất tiếc là một tay tôi cầm cái máy quay không quay được cái chi tiết hơn, nhưng mà các bạn thấy cơ bản là đã đầy đủ các thông số cũng như cái tình trạng. Hàng này là hàng đập thùng cho nên các bạn không phải lo đầy đủ chế độ bảo hành. Các việc của các bạn là chỉ việc chơi thôi, còn việc của chúng tôi sẽ lo hết về mặt kỹ thuật cũng như chất lượng. Đấy. Và các bạn thấy cái cấu trúc của nó, mỗi một bên cột này có tới 4 loa lời. Thì những người hơi yếu, những người giọng yếu thì cần hát nhẹ nhẹ lên thôi là các bạn sẽ thấy lời của các bạn lồng lộng như gió núi rồi. Đấy. Và cái loa lời này nó thiết kế cao như thế này thì âm thanh rất là thoáng đãng và bay bổng. Thêm đó thì các bạn sẽ thấy là hai cái súp hơi này, hai bên ở giữa là cái một cái súp điện tôi bày ra để tôi kê thôi, để tôi kê mấy con đẩy này thôi. Thì các bạn thấy là hai con súp hơi này sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm tuyệt vời từ cái việc mà các bạn chơi những dòng nhạc trữ tình với tiếng bass đầm, sâu, dày và lan tỏa. Thì các bạn sẽ chơi được cả những dòng Daisy năn top liên khúc, các bạn sẽ cảm thấy nhà các bạn nổ tung như vũ trường vậy, rất là tuyệt vời. Và các bạn cũng không cần phải sử dụng những con đẩy vài chục triệu làm gì cả, sử dụng những con đẩy chính hãng luôn. Đấy. Có rất nhiều những con đẩy giá từ 6 triệu, 7 triệu, 9 triệu, 10, 11 triệu có thể đánh được cặp loa này ra hết chất nhờ cái độ nhạy rất là cao của loa bass cũng như phần loa lời. Và đây là con đẩy cùng hãng luôn, đó là đẩy CAVS 21 200A, 2 kênh, mặt bạc rất là đẹp. Ở phía trên thì tôi dùng một con vang Jaguar, đó là vang đầu bảng của Jaguar Hàn Quốc tại Việt Nam hiện nay, đó là con vang Jaguar S900. Đây là một con vang cơ lai số, hay là còn gọi là vang cơ chỉnh số. Xin lỗi các bạn, là gọi là vang số chỉnh cơ. Đấy, nhiều khi nói nhiều quá nó cứ lặp lại như vậy đấy. Và các bạn thấy là con vang này thì có khả năng kết nối không dây Bluetooth, có USB, có thẻ nhớ, có khả năng kết nối rất là đa dạng. Đấy, có eco, có dì vật, effect tổng, có chỉnh cân bằng hai vế loa. Rồi đặc biệt là nó tích hợp sẵn một cái bộ equalizer giúp các bạn có thể hiệu chỉnh được giọng hát của các bạn dày, mỏng, thô, mộc mạc, trong sáng, nghe nịnh tai như phòng thu ABC, rất là nhiều cái tính năng ở đây các bạn có thể khám phá. Và nhờ những cái tính năng này, người ta gọi nó, nhà sản xuất gọi nó là bàn mixer thu nhỏ. Và một con vang này giá chỉ 5.500.000 đồng, thì tôi không còn nhiều đâu, chỉ còn 4-5 chiếc nữa thôi. Ở phía trên nó sẽ dùng một cái bộ mic cùng hãng luôn, đó là mic CAVS T4i, một đầu thu hai tay mic. Thì ưu điểm của dòng này thì các bạn biết rồi, tôi giới thiệu rất là nhiều và tôi test rất là nhiều rồi. Một, tôi ấn tượng sâu sắc với nó là giá mềm, chỉ 2.8 triệu một bộ gồm một đầu thu hai tay mic nguyên thùng. Thứ nữa, khả năng tiết kiệm pin, chỉ cần một đôi pin tiểu hát bình thường thì khoảng một tuần mới phải thay. Và một điều rất là tuyệt vời nữa là âm thanh cực kỳ trong trẻo.
Những bản test của tôi âm thanh của nó sạch, thế là một phần tôi sử dụng mic CAVS cho tiếng rất là trong trẻo như các bạn thấy. Và nó có khả năng mã hóa cực kỳ tốt, giữa đầu thu với tai mic có khả năng liên lạc và khả năng can nhiễu rất là tuyệt vời. Trong những cái môi trường mà có nhiều những cái sóng điện từ nhiễu động, có thể dễ dàng gây nhiễu, gây lag sóng, thì CAVS T4i này nó đã tạo ra cái khả năng liên lạc cực tốt nhờ khả năng can nhiễu tự tìm bám bắt giữa đầu thu và tai mic, và nó tạo ra cái khả năng kết nối ổn định. Thêm vào đó nữa, nó có khả năng tự ngắt rất là thông minh. Khi các bạn đang hát mà cần trao đổi công việc gì đó, các bạn không cần phải tắt mic, các bạn chỉ việc đặt xuống thôi, tự nó sẽ biết, bộ cảm biến ở trong con mic sẽ cho nó biết rằng nó cần nghỉ, và nó tự kết nối liên lạc với đầu thu, không tạo ra bất cứ một tiếng động nào cả. Và khi các bạn cầm mic lên, bộ cảm biến cho nó biết là nó cần kết nối trở lại và tự động nó kết nối lại. Các bạn chỉ cần nhìn vào cái đèn gần cái công tắc trắng trắng kia, nó sẽ nháy nháy ba cái và nó kết nối trở lại với đầu thu, và các bạn lại làm việc bình thường, rất là tuyệt vời. Các bạn thân mến, bây giờ thì các bạn sẽ theo dõi tôi nghêu ngao thử. Xin nói các bạn là tôi không biết hát, tôi chỉ hát nghêu ngao thôi, hoặc là nghêu ngao vài câu thôi, các bạn xem chất lượng âm thanh như thế nào.